Xin chào các bạn của kênh bóng truyền Sài Gòn Online. Hôm nay, ngày 28 tháng 7, môn bóng truyền ở Olympic Tokyo 2020 đã tiếp tục ngày thi đấu thứ năm. Gây ấn tượng nhất trong ngày thi đấu hôm nay là cầu thủ vô cốp của đội tuyển rốc. anh đã giúp đội nhà kéo dài chuỗi trận bất bại ở Tokyo. Trong trận chiến giữa hai đội dẫn đầu trong bảng, Dimitri Cup đã thể hiện tài năng tuyệt vời của anh ấy khi ghi 19 điểm trong chiến thắng 3-0. 25-22, 25-20, 25-20 của Rock trước Brazil hôm nay. Không chỉ World những màn trình diễn của Maxim Mikhailov, Ivan Iacoblev và các đồng đội khác của Rock đã mang lại cho chiến thắng này một ý nghĩa đặc biệt. Vì họ là đội duy nhất còn lại bất bại trong môn bóng truyền Nam Olympic Tokyo 2020. World Cup và Iacoblev đã bùng nổ cho Rock và giúp đội của họ khởi đầu thắng lợi khi có 7 cú đập bóng chính xác và 6 pha chắn bóng ăn điểm ở set mở màn. Sau đó, họ tiếp tục làm chủ thế trận của mình trong hai set tiếp theo với Mikhailov và Vukovic lập mốc điểm lần lượt là 14 và 12. Chúng tôi hài lòng với chiến thắng trước đội bóng truyền nam hàng đầu này vì nó sẽ tiếp thêm sự tự tin cho chúng tôi trong những trận đấu tiếp theo. Lần cuối cùng chúng tôi đánh bại họ ở thế vận hội là tại London 2012. Vì vậy đây là một chiến thắng rất quan trọng đối với chúng tôi, Volkov nói. Ở các trận đấu khác, Mỹ và Tunisia kết thúc nghiêng về đội bóng Bắc Mỹ, với tỷ số 3-1, 25-14, 23-25, 25-14, 25-23. Sau khi chia điểm trong hai hiệp đấu đầu tiên, hàng công của Mỹ tăng tốc độ ở hai xét sau, với TG Defanco dẫn đầu và kết thúc trận đấu ghi được 24 điểm. Ba Lan giành chiến thắng thứ hai liên tiếp bằng 4 xét, 25-16. 25-15, 18-25, 25-15, trước Venezuela. Camille Semen níu kích thu về 24 điểm, trong đó có 6 quân ác chủ bài, chiếm hơn một nửa điểm số của Ba Lan. Các đồng đội của Anh là Mateusz Nhờ Biển ích và Giác Ưp Kochan lần lượt đóng góp 14 và 11 điểm vào chiến thắng này. Venezuela đã có một khoảnh khắc chói sáng trong xếp đấu tiếp theo với Ronald Faiola và Winner Rivaski mỗi người 5 điểm để kiếm một xét thắng từ tay nhà vô địch thế giới. Nhưng những pha ghi điểm tuyệt vời của Semenyuk trong hiệp thứ tư đã giúp ấn định chiến thắng cho đội bóng châu Âu. Ý đã trở lại để tìm một chiến thắng 3-1, 25-20, 25-17, 23-25, 25-21 trước Nhật Bản. Bởi, các cầu thủ Ý, Osman Ý Joan Turena, Ivan Zazisev và Alessandro Maikyuto đã trình diễn mạnh mẽ để Ý áp đảo trận đấu. Chúng tôi phải tập trung vào trận đấu này. Vì Nhật Bản là đội bóng tốt, chúng tôi đã phải kiên nhẫn từng pha bóng, bởi điều này là bài học trong trận đấu trước. Nên chúng tôi đã được đền đáp bằng một chiến thắng, Juan Turen A nói. Trong khi đó, Canada và Argentina lần lượt có được chiến thắng đầu tiên trước Iran và Pháp. Iran đã phải chịu trận thua đầu tiên dưới tay đội bóng Bắc Mỹ là Canada. Canada đã có chiến thắng đầu tiên 3-0, 25-16, 25-20, 25-22 trước đội tuyển cường quốc châu Á. Canada tuân thủ chiến thuật chắc chắn với vai trò đội trưởng của John Gordon Perrin, người ghi nhiều điểm nhất với 16 điểm, và Nicolas H. O'Ag, người ghi thêm 15 điểm để giành chiến thắng đầu tiên sau khi họ đã để thua hai trận đầu tiên trước Ý và Nhật Bản. Người Iran một lần nữa dựa vào bộ ba ghi bàn của họ, nhưng chỉ có Amir Gafour và Milan Ibadipu ghi được hai con số 13 và 12. Mây xâm siêu y chỉ bị giới hạn ở 9 điểm. Hôm nay, Argentina đã tránh được một thất bại để có trận thắng 3, 2, 23, 25, 25, 17, 25, 20, 15, 25, 15, 13 trước Pháp sau trận thua 5 set khó khăn của họ trước đối thủ Nam Mỹ là Brazil vào thứ hai tuần trước. Chúng tôi lại bị đặt vào một tình huống tương tự như trận đấu trước với Brazil và tôi nghĩ rằng chúng tôi đã xử lý áp lực trong trận đấu này tốt hơn, đội trưởng của Argentina Phách Conte nói, Tôi nghĩ thời điểm quan trọng trong xét thứ năm là khi chúng tôi giành được break Point ở tỷ số 19 vì điều đó giúp chúng tôi thoải mái chủ động hơn. Bốn cầu thủ có kết quả ghi điểm tốt cho Argentina, dẫn đầu là Bruno Lima 18 điểm, Conte, Christian Forlazen, mỗi người có 16 điểm và Agustin Loser đã có 13 điểm để cùng với Lima giành chiến thắng với Pháp. Đội Pháp dẫn đầu bởi Trevor Clevernot và Zinfatri lần lượt ghi được 24 và 22 điểm. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ kênh Bóng Truyền Sài Gòn Online. Mời các bạn tiếp tục ủng hộ và đăng ký kênh để nhận những video hấp dẫn và mới nhất. Xin cảm ơn các bạn.